Rồi cảm ơn trai đâu một rồi mình bán chỉ có 1,5 triệu cũng 53 cây nha. Thì trai lên thêm một cái em này là em bao chính hãng qua đi lên hot lên nha. 4 bít ha, 1,250 triệu nha anh em. Còn dĩa kim rắc này mình bán rất là rẻ nha, chỉ 2,5 triệu nha anh em. Còn dòng khoen inox mình cũng có luôn nha, mắc hơn có mấy chục ngàn. Dây dầu này là mình bao đúng dây dầu Mori chính hãng cho anh em, giá chỉ có 185 ngàn. Để mình tư vấn cho khách luôn, coi là nó sẽ riêng là nó sẽ như thế nào. Riêng là cái cọng này nó nhuyễn, nó đẹp. Và ở trên đây nó có chữ Mori ha. Còn hàng loại 2 thì nó bự chảng, cái tết này nó bự lắm, nó không có được nhuyễn vậy. Với nó không có chữ Mori ở đây, nó bóng lưỡng hả. Chữ Mori ở đây. Nó có tặng cho anh em một cái bách kiểm đây. Thì anh em lên 24 bít á, thì anh em cứ việc để cái khớp này nè, nghe đây là nó vừa phơm cho 150 luôn nha anh em, nó vừa cong đá nhẹ lên luôn, rất là đẹp nha anh em. Mori là lên 24 bít là bao chuẩn rồi, ví dụ như anh em không thích đi khớp á. Còn đây là những cái nhỏ champion Thái Lan. Cái mẫu gai này nó y con của IRC mẫu 03 dòng 2,5 triệu một cặp đó anh em. Thì giỏ này cũng nhập khẩu từ Thái Lan về nha anh em, rất là bảo đường. Còn đây là cây phục Fox Racing. Thì đây giờ trước khi gắn nha, còn clip ha, trước khi ấy là gắn lên, ví dụ như một người hay hai người chở chuyện sao mà chỉ cần cân sóc mà nó thảy thôi, tức bụng hay là tức lưng cho đổi lên xuống liền, không tốn ngàn tiền công ha, đổi một khác liền ha. Cái phục này là dây dầu xây 3 khớp lần nha anh em, và mình bao cho tất cả anh em tại shop hoặc toàn quốc cũng vậy, gắn lên là phải bao im cho người ta nha. Ti lớn 16 nha, 16 mấy luôn nha anh em, ti lớn 16 mấy và ắc khâu làm rất là đẹp và chỉnh chu. Toàn là lò xo xịn luôn nha anh em. Khớp vậy. Quay rất là nhẹ nha, bảo hành 2 năm nha anh em. Đây là cái cục này nha, để cho công việc mình thích ấm lên nha anh em nhiều.